Anh em chúng tôi này vẫn tiếp tục tại công viên Non Nước đây, một trong những cái điểm đến rất là thú vị của anh em chơi cây cảnh. Anh Thêm, anh mà thích cái cây này thì là nổ mới xứng đáng này. Có hợp gu với anh không? Cây già quá nhỉ. Quá là. À. Con này nó mà nó xanh nó vậy rồi nó xì nó còn gớm nữa. Trung Mô Sai đang ở cả một trong những cái, nói chung là giam. Anh đây giống mỗi anh em một giam là Tùng. Đúng rồi, mỗi anh em của mỗi anh em quê khu rồi. Đấy, quê khu. Nói chung là nó cũng tiện mà, tiện cho việc chơi cây cảnh. Đây của công chim sẻ. Thì một trong những điểm đến mà anh em chắc chắn là thông qua ống kính của Trung Mô Sai thì cũng sẽ cảm nhận được thôi. Rất là nhiều những tác phẩm quý và đẹp. Cốt cách cây rồi già rồi. Chữ Hoành. Chữ A, à, chữ Hoành một đôi đấy chứ. Đôi chữ Hoành. Công ơi, cái cây song thụ đẹp đúng không? Cái này lấy ở như đâu quen. Nhìn đâu quen lắm này. Già đẹp. Một trong những cây song thụ chắc là hiếm có khó tìm, mà chỉ có đến với công chim sẻ để anh em mới chiêm ngưỡng kỹ thôi. U cục. Anh em chơi cây cảnh như thế. À, đi theo Trung Mô Sai thì có Hoa Đại Nhân. Qua anh cũng nổ 6 tác phẩm ở nhà vườn. À, và có giao dịch về một số cái cốt si. Thì chắc chắn là lúc trên đường về chúng tôi sẽ ghé thăm. Một trong những cây khá là rẻ. Tại sao mà vẫn còn ở được Ninh Bình anh biết. Đồ quý. Phòm dáng như này. Con này nhiều tiền nhỉ công nhỉ. Cắt giật kinh khủng anh em nhìn. Những cái khẩu mía cắt giật. Cây này là một trong những cây cắt giật khá là kỹ. Nói chung là các bác mà ngắm trực tiếp thì nó sướng hơn. Mọi thông tin thì anh em có thể liên lạc trực tiếp với công chim sẻ thôi. Những cái thước phim này rất là quý giá với những anh em ở trong ngoài nước. Cảm nhận được những cái tác phẩm này mà về chăn nuôi thì tuyệt vời. Này, một nhát này, hai nhát này, ba nhát này. Đẹp quá. Công chim sẻ. Công ơi. Công ơi cho anh xin số điện thoại đi nhỉ? Số điện thoại của em là 0904. 0904 282827. 282827 nhá. Đấy, 201 luôn. Đúng rồi. 201. Chúng tôi cũng lưu lại cây này đẹp quá em đang nói với công này. Sao già như này nó còn ở Ninh Bình. Cây dưới còn đẹp hơn. Vâng. À. Hai cây. Đang đi du nhập về. Những cây kể ở cốt bé như cốt này chẳng hạn. Rất như dạng. Như cốt như này là khoảng bao nhiêu tiền ở vườn mình công? Anh ơi. Em hiện tại là chưa giao lưu cốt này. Chưa giao lưu nhá. Còn những cái cốt mà này. Có giao lưu. Nói chung là anh em cứ tất nhiên là có giao lưu nhưng mà phải nhường cho anh em là rồi. Thích hơn mình cơ. Nói chung các bác quan tâm thì anh em có
phải điền số điện thoại. Đúng rồi. Sẻ có giá. Nhưng mà ba ba cốt này thì có cốt nào giao cho lưu trước nhỉ? Cả ba cốt đều giao lưu hết anh ạ. Đúng rồi. Nhưng nói mà không giao lưu là không phải vì phải đúng người đúng tội. Vâng, đúng người đúng tội. Cái quý mà. Để xem có sai gì, tín hiệu có đúng tội không này. Nó giống giống cái khom ấy đấy. Rồi công với bonsai, video bonsai đầu công việc. Cái nước da của Ninh Bình nó đẹp nhỉ anh nhỉ? Hay là cái nguồn nước đây? Đẹp quá. Mới có một thời gian thì chắc sang tiếp gian của anh Thắng đây thì thấy là có nhiều cái ngỡ ngàng, vì thực ra là Trung Quốc Sai cũng cách đây vài tháng rồi mới ra. Anh em gần nhau thôi nhưng mà do tình hình dịch bệnh Covid cũng như là điều kiện chúng tôi cũng không đến được. Hôm nay tiếp tục đến vườn cây tham quan. Vừa rồi thì anh Thắng đầu tư vào bất động sản nên là hàng hóa có phải nhiều lên đây. Đấy, biết mà. Để vào cây ngay. Chúng con sai chia sẻ với anh nhá. Rồi, ok. Cây cụm làng quê kia là anh chia sẻ vào đâu? Khá lâu rồi. Em quay kỹ cụm làng quê cho anh tí. Tác phẩm mà em họ của Thành Đồng Tổ Quốc, một trong những cây mà chắc chắn là còn già, còn đẹp, còn độ bết. Có khi anh em nhìn còn đã mắt hơn. Đây là những cái cây mà thực ra là giá trị về thời gian cũng đã được đúc kết ở đây rồi. Nếu mà thực sự là các bác và anh em nào mà cảm nhận rõ nét hơn, alo trực tiếp cho anh Thắng này, có cái giá hợp lý thôi. Cây đang chăn nuôi mà được cắt giật như này thì quá đẹp rồi. Phổi quá là già, rụt rịt luôn. Đây, số điện thoại của anh Thắng này nhé anh em nhé. 0936 868 168. Mà nào việc nào phải nói thẳng nói thật thì không câu nọ vấp câu kia được. Mà nói thẳng luôn là tình hình nó như thế này. Bọn em là muốn ra nào bán cái này, cái cổng cái nào bán cái này mà. Mấy bàn bạc rồi ạ? Rồi, đến với vườn cây của công chim sẻ và anh video bonsai thì anh em cũng đã xem rất nhiều rồi. Trung bonsai cũng xin được dừng video để chiêm ngưỡng một chút. Khi là có tác phẩm nào phù hợp thì này cũng có thể giật giật tí thì cũng ok ngay. Phải đi quay về nhiều lúc cũng tôi chưa nào nắng ngồi rất vất vả. Anh em tôi vì đam mê thôi. Như là cũng phải ngắm cây ạ. Khi chơi cây mà cứ nói chung là vì anh em nên là nhiều lúc phải hy sinh một chút. Chứ chúng tôi quay về thì thực ra là công việc nhà rất là bận. Đến vườn các anh thì cũng đã rất là quý rồi. Mục đích là cũng muốn truyền tải cũng như là chia sẻ những hình ảnh này thôi. Còn bác nào cảm nhận được những video này nó hay và giá trị ở mức độ nào thì anh em cứ vào chém gió một chút. Còn bác nào mà cảm thấy không đam mê cây cảnh cũng như là thấy cái giá trị của nó không có thì mình tốt nhất là không nên xem. Ta chỉ vào tham khảo thôi. Và nhiều bác nói cũng mất khiêm nhã. Đôi khi những nhà vườn người ta cũng thấy là
có gì đó cái vật ý. Còn cây cối thì anh em tôi cũng rất là nhiệt tình báo giá cũng như là tham khảo, cũng như một số hình ảnh của nhà vườn đây chia sẻ. Sao rồi đâu rồi từ để sao mà để... À Tùng ơi, em đứng vào đi, để anh ơi, cho anh xin cái ảnh làm kỷ niệm nha. Rồi ok nào nha, chụp cái ảnh nha. Thì sau giây phút cuối cùng thì cũng đã nổ bom tấn tại vườn của công chim sẻ rồi, giá trị nào thì nhá. Rất cảm ơn công chim sẻ cũng đã giao lưu cho Tuyên bonsai rồi. Dù ai không biết cái này thì giá trị còn ra nó ở thì thầm giọt nắng giọt mưa. Không được mà, mình thích thức nấy mà. Anh em Nga Sơn tôi đang quyết định giao lưu một vài tác phẩm. Con này là 1 trong 8, 2 tấn rất chi là quý từ đợt đầu năm.